Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán giả khắp nơi. Thì như trong một các clip trước đây thì chúng tôi đã đưa tin và đăng tin và kêu gọi ủng hộ những món hàng Made in Vietnam hay Made in Vietnam, trong đó thì có mặt hàng bia Sài Gòn Expo. Thì trong ngày vừa qua chúng tôi đã có một cái sự bất ngờ, xin thưa quý vị, là một cặp vợ chồng khán thính giả ở nước Mỹ đã gửi tặng cho chúng tôi một thùng hải sản, và chúng tôi phải ra phi trường để mà nhận lãnh một cái thùng quà từ một cặp vợ chồng khán thính giả đã coi chương trình, quý mến chương trình và đã tặng cho ban biên tập chúng tôi. Thì nói chung công việc của chúng tôi thì làm truyền thông, và thấy những sản phẩm Việt Nam tốt, có chất lượng thì giới thiệu cho mọi người, thưa quý vị. Và trước mặt đây là hình ảnh của bia Sài Gòn Expo. Thì vị khán thính giả đó đã tặng cho một thùng hải sản để mà gọi là chiêu đãi, tạm gọi là như vậy, thưa quý vị. Thì chúng tôi cũng đã ra phi trường nhận đem về nhà và cũng đã nấu thành sản phẩm. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị khán thính giả về cái món ăn đặc biệt và món hàng đặc biệt. Một lần nữa thì xin cảm ơn một cặp vợ chồng khán thính giả phương xa rất quý mến chương trình đã tặng quà đặc biệt, thưa quý vị. Nói chung thì chúng tôi cũng nhận rất nhiều quà đặc biệt, nhưng mà ở đây có một cái ý nghĩa là trong cái ngày đặc biệt, xin thưa quý vị là như vậy. Thì mặt hàng được gửi từ một công ty ở miền Nam Hoa Kỳ chuyên môn bán hải sản, bán tôm hùm đất đủ loại hết, và họ ship, tức là họ gửi đi bằng đường hàng không, và họ gửi qua hãng Cargo Southwest. Thì là một cái hãng chuyên môn chở đồ hải sản, vì máy bay của họ có những cái khoang đặc biệt về đồ đông lạnh hoặc là đông mát. Thì chúng ta cũng biết là hải sản tươi sống thì rất khó để mà bảo quản, không dễ dàng. Thì đây là cái thùng hải sản quá, cuối cùng được nhận từ hãng Cargo Southwest vào ngày hôm qua, thưa quý vị. Và trên thùng thì đề là Fresh Seafood. Và có thể nói rằng đây là một cái thùng là khoảng chính xác là 40 pound. Có thể nói rằng gần 20 kg hải sản. Chắc kỳ này ăn cho mập cho chết luôn đây, hàng sao đây. Một lần nữa thì cũng xin cảm ơn vợ chồng khán thính giả đặc biệt này. Thì chúng tôi khi mở ra thì thấy là những con crawfish của miền Nam nước Mỹ, miền Louisiana chẳng hạn như vậy, và nó còn tươi sống. Quý vị có thể thấy là nó vẫn còn tươi sống. Thì được biết rằng cặp vợ chồng này gửi vào lúc 8 giờ tối hôm trước, và đến sáng 11 giờ thì đã tới thủ đô Hoa Thịnh Đốn hay thủ đô Washington. Và là chúng tôi tới kho nhận vào lúc 3 giờ rưỡi chiều. Và sau khi làm thủ tục thì đã nhận được thùng hàng. Có thể nói là trong vòng 24 tiếng là nhận được một cái thùng hải sản 40 pound về tôm hùm đất. Thì đây là sau khi nhận về và chế biến, rửa sạch. Thì đây là cái gói mà chúng tôi mua để mà nấu những con tôm hùm đất. Đây là cái vị nó gọi là Cajun. Và cách nấu thì cũng dễ, là xay tỏi, bỏ thêm các gia vị. Điều đặc biệt ở đây là chúng tôi xin chia sẻ là sẽ nấu bằng nước cam và nấu bằng Coca-Cola. Nói chung là những cái sản phẩm có sẵn
và vài cái thanh bơ để mà tạo cái độ béo cho cái món Cajun tôm hùm đất crawfish. Thì bỏ dầu ăn vài muỗng rồi xong đó bỏ bơ, bỏ tỏi vào. Và những con tôm hùm này đều rất ngạc nhiên là sau khi đi một cái hành trình dài mà vẫn tươi sống, không phải đồ đông lạnh thưa quý vị. Thì bơ thì có nhiều loại, bơ mềm, bơ đặc, bơ lạc, bơ mặn, tùy cái khẩu vị của mỗi người. Và trong cái lúc nấu thì chúng ta bỏ thêm hành tím chẳng hạn như vậy, hành trắng, bỏ thêm bắp, bỏ thêm bất cứ cái gì mình muốn, thậm chí bỏ thêm một vài lon bia theo khẩu vị của mình. Nấu chung với nhau tạo nên một cái nước sốt đặc trưng. Cái mùi Cajun, cái mùi Cajun này thì quý vị cũng có thể biết rất nhiều người ở Mỹ đã từng ăn qua cái vị này. Thì nói chung là nó gần giống như bột cà ri, bột nghệ, thêm một chút ớt. Và trong hình là chiên khoai tây với lại tỏi, với lại bột Cajun và cho thêm bơ. Nói chung chiên cho khoai nó thơm và sau đó thì bắt đầu đổ các nước tôi vừa nói, đổ nước cam, vắt thêm cam vắt, đổ thêm Coca-Cola tạo vị ngọt và tạo ra một cái mùi đặc trưng rất là Mỹ thưa quý vị. Đương nhiên là phần thành phần chính là sẽ có nước lạnh và chúng ta thấy một cái túi gia vị đặc biệt và nấu với cam và nước cam. Thì món này xin thưa là chỉ nấu trong vòng 15-20 phút, sau đó tắt lửa để nguội và có thể thưởng thức ngay sau đó. Thì bắt đầu xào sơ với bơ, với dầu ăn, tỏi, khoai tây, thì bắt đầu vắt cam vào và từ từ bỏ những con tôm hùm đất hay còn gọi là crawfish. Thì ở Mỹ này tôm hùm đất thì thường bây giờ một là đánh bắt ở ngoài tự nhiên, hai là được nuôi ở trong các nông trại. Có nhiều người nói là vấn đề phá đất như thế nào đó thì chúng tôi không biết vì chúng tôi không phải là những nông trại hay chủ nông trại, nhưng mà chúng tôi thấy là người ta nuôi rất nhiều. Ngoài nước Mỹ thì có Trung Quốc cũng nuôi rất nhiều, có thể nói là Trung Quốc đã bán hàng năm lên tới 40 tỷ đô la, 45 tỷ đô la Đây tôm là hùm đất, thành là một quả ngành đại công nghiệp hải sản của sau Trung Quốc. Và tiếp theo thì chúng thực ra tôi sẽ quyết bỏ định thêm xúc nấu. xích. Quý vị có thể thấy Nói là chung là nấu hải xúc xích sản có nhiều loại, thích loại nào tôm thì hay bỏ thêm là vào để tạo cái mùi thịt. crawfish Và bỏ thêm bắp. rất là nhanh, Bắp chỉ cần đây trên nửa thì quý tiếng vị là đã có tạo bạn rồi. ra cái mùi bắp cho nó Xin có vẻ mời đặc quý vị. trưng. Và hình ảnh sau cùng là đã thành công sau khi nấu 15 20 phút, tắt lửa để thêm 15 phút nữa. Vị thấy Thì xin cảm ơn khán thính bia giả Sài đặc biệt Gòn đã tặng cho chương trình và uống nhậu với với bia crawfish. Sài Gòn Export. Xin thưa bia Sài Gòn Export thì có nhiều người nói rằng độ bia này Hôm nhẹ và nay chúng tôi là ở đã Mỹ là đã thấy mồng tây rằng tháng quả 5 thật thưa quý vị. là độ bia này nhẹ, chỉ có Nấu 4 vào phần ngày 30 tháng 4 nhưng 4.9% hôm alcohol, nay là tức là mồng độ 10 cồn. tháng 5. Trong khi những bia nổi tiếng của thế giới Xin thì có mời thể quý lên vị. tới 6 hoặc là Bia Sài 6.5% Gòn thì uống nó hơi như bia nhẹ, xin Heineken thưa quý vị là như vậy. ở Mỹ hoặc là bia Không Budweiser nhiều ở quý vị Mỹ. như khán giả thắc Tuy mắc là vậy, bia ở Sài khi Gòn cái mà mùi vị nó như Heineken thế hay nào là các hãng bia ra thì nước cũng xin ngoài thưa là nó thì hơi họ làm nhẹ độ cồn so nhẹ với đi thưa quý cái vị, loại tùy bia theo khẩu vị của từng địa khác. phương, từng thị Cho nên trường. là quý vị nào Thì mà có cái trước mặt là cái đô dĩa tôm mạnh hùm hơn đất đã thành mà phẩm. thích uống Heineken hay thích Nói uống chung thì nấu cái Budweiser món này thì có cũng thể khá bia dễ Sài dàng, Gòn nó giống như là không có gì cực khổ cả thưa quý Miller vị. Lite, một cái loại Và bia nhiều nhẹ người Việt hơn. Nam cũng đã thành công với cái món tôm hùm đất này. Chẳng hạn tôi có một người bạn Thì có người thích đã thì mở không thích, ra có người thích uống bia nhưng mà 6 có cái tiệm mùi cồn nó mạnh, chuyên buôn bán có crawfish những người này và thì rất thành uống công. bia Hai vợ thì thích chồng có thể uống giống nói như là uống rằng nước lạnh thưa quý vị. với cái 6 tiệm đó thì Ở Âu tạo Châu nên hay một cái ở bên nguồn thu Mỹ nhập này rất thì lớn. có những cái loại bia nó rất Nhưng là mà ở nhẹ, đây là hai uống vợ gần chồng giống như là uống anh nước lạnh chủ vậy. tiệm đó đã chế ra một cái thứ nước Thì sauce này là sau một khá đặc biệt thưa quý vị. buổi Và nấu mất khoảng 6 cửa hàng của anh 30 phút hai vợ đến chồng anh này thì ở tiểu bang 45 phút Texas.
rất Ở thành đây công. tùy thích khi nấu Có thì thể cũng nói đơn tôi giản đã thôi, từng ăn qua và có thấy thể nấu với cái nước vị cam chấm nước hoặc sauce là đó rất nấu là với ngon. Tuy cây nhiên gọi như mà tôi có chúng tôi nói, cũng đã chủ nhà chia hàng cho thì quý vị không thể chia sẻ là cái công bột thức cho quý kitchen, vị. rồi Mà bỏ cá thêm nhân mật ớt, tôi thì thêm xúc cũng xích, không muốn tìm hiểu thêm mắc, cái công thức thêm đặc xúc biệt xích của họ. là muốn ăn thêm Nhưng thịt mà có thể nói rằng ăn rất vì ngon. phần đông Đó là cái vì cảm giác của crawfish tôi. nó ít thịt, nó chỉ là một Và cái loại tôm trước nhỏ, mặt đây là một cái nồi còn mà crawfish. bỏ thêm bắp Xin thưa là đây là vì chỉ là muốn một ăn phần thêm một nhỏ, chút rau có thể nói là một phần tư của cái thùng crawfish khổng lồ và 40 xin chúc pound. quý vị có một Xin ngày thưa vui là vẻ. gần Thì chương trình 18, từ thủ đô 19 và kg luật gì sư Trịnh đó, Quốc Thiên đến hay đây là tạm 17, chấm dứt. 18 kg. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Thì chắc Xin hẹn quý cũng vị trong ăn chương trình kỳ tới. chết mà thôi. Thì chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình.